Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì em Đào đang có mặt tại trước cửa nhà của anh Sò 6 con. Thưa cô bác thì nhà của anh ấy là cũng được hoàn thiện khá là lâu rồi. Thì cũng rất là may mắn thì được các cô bác là hỗ trợ thêm là lát gạch hoa. Do là trên chỗ em Đào ấy là cũng trời mưa. Bây giờ thì gạch hoa là cũng đã được trở vào đây rồi. Hôm nay thì các bác các anh đang tiến hành là lát gạch hoa ấy, thì em Đào cũng vào đây để chia sẻ và ghi hình cho cô bác anh chị cùng nắm được. Đây thì là hôm nay thì em vào đây là cũng có một phần quà của cô Hoa Dương, cô ở Hà Nội. Đây cô có gửi cho anh Sò 6 con. Đây cô có ghi là cho cháu Sò có 6 con đang xây nhà, quần áo. Đây thì hôm nay vào đây thì em Đào cũng mang vào đây rồi. Thì bây giờ thì sẽ mời cô bác anh chị cùng em Đào mang phần quà của cô lên trên nhà để xem các anh làm đến đâu rồi. Thì lúc nữa em Đào sẽ trao phần quà này sau ạ. Cái này thì gạch của nhà anh ấy là vẫn còn dư lại một ít cô bác ạ. Đây thì nếu mà lát gạch hoa xong ấy thì còn dư tiền thì chắc là sẽ làm cho anh một cái bếp nho nhỏ ở phía bên ngoài ấy. Đây, bên kia thì anh cũng có để một cánh cửa để làm cái bếp ở bên kia. Cái gạch ở đây thì vẫn còn. Chỗ này chắc là làm một cái bếp bé bé là vẫn đủ nhà anh nhỉ? Đây, anh. Cái này nếu mà làm một cái bếp có đủ không? Theo anh. Chắc là vẫn đủ đấy nhỉ, nếu mà làm bếp bé. Sáng nay cũng vào sớm ấy, nên là các anh cũng vừa làm được bằng này thôi. Vừa mới làm hả anh, đúng không? Vừa bắt đầu làm. Để đây đấy. Cái này cũng vừa mới giải thôi nhỉ. Vừa được 2-3 tấm đây. Mấy bác thợ này cẩn thận thật. Vừa làm vừa lau đi. Đấy, như thế thì rất là sạch. Cái này thì lúc làm xong ấy là lau qua một lần nữa là rất là sạch rồi, tại vì bây giờ ấy là các anh với lại bác ấy cũng vừa làm vừa lau luôn rồi. Có cái sợi dây ở đây để đo lát ấy. Không thấy vợ chồng anh Sò ở trong nhà. Đấy, nãy em Đào cũng có bảo là nếu mà dư gạch ấy thì lát xong còn dư tiền thì chắc là sẽ làm cái bếp cho anh Sò ở đây ấy cô bác. Đây trước anh cũng bảo là chỗ này thì anh muốn làm một cái bếp nho nhỏ ấy, thì em Đào thấy là cũng được, tại vì là cũng rất là tiện thôi, từ đây đi ra ngoài này là có một cái bếp và một cánh cửa ở bên này rồi. Bột đá thì vẫn còn ở chỗ đằng sau chị Thắm. Và cái này thì các bác lắp xong không biết là còn dư không, nếu mà còn tiền thì mình gọi thêm vào để làm cái bếp sau. Giờ thì cứ làm cái nhà xong nữa. Mấy hôm trước làm xong là chuyển vào đây rồi chứ anh? Đã. Bảo là mấy hôm trước làm xong thì chuyển vào đây rồi chứ, đúng không? Mình ở trong này chưa ấy, nhà anh ấy buổi tối ngủ trong này chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi à? Hôm nay là mới dọn lại để lát gạch đúng không? Hôm nay các bé không đi học à? Sao ở nhà hết đây? Các cô cho quần áo á? Đây à? Được các cô phát cho à? Cái này là áo ấm đây. Đây con cất đi. Em bé này bị ốm à? Bị sốt á? Con nhà anh hay bị sốt nhỉ? Đây là các anh đã chuyển vào trong này ở rồi. Bây giờ thì hôm nay lát gạch hoa ấy, nên là mới chuyển lại ra ngoài. Em cũng được 2-3 hôm không vào nhà anh Sò ấy. Tại vì hôm trước thì có anh bé với chị Thắm vào thì mẹ em Đào cũng bị ốm ấy, em Đào cũng nghỉ 1-2 hôm. Bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi ấy, thì em Đào mới tiếp tục là đi vào bản. Cái này là mình lát đến đâu là đổ bột đến đấy nhỉ anh ạ? Như em thấy các anh khác làm mà đổ luôn đấy. Anh luôn. Làm khác đúng không? Các anh khác thì đổ hết một gian rộng rộng xong rồi mới lát đi. Anh thì làm đến đâu thì giải đến đấy. Lâu lâu không vào đây đi thăm con dê của em tí nhỉ? Không để chưa? Chưa à? Chưa đủ tháng. Chưa đủ tháng á? Sao lần nào hỏi cũng bảo chưa đấy, có bầu thật không để? Ba bốn tháng chưa để á?
Mấy con lợn này sắp bán được rồi đấy, ăn được cám rồi. Một tháng nữa bán được á. Con dê nhà anh là có 3 con dê. Bây giờ là có dê này, có lợn này, có nhà này. Sướng rồi nhá. Hôm nay là không vợ vợ với anh không đi làm gì anh? Anh vợ ơi. Làm cơm á? Làm cơm ở đâu? Nhà ông. Nhà ông à? Anh sang xem là hôm nay chị nấu món gì. Bây giờ anh vào nhà để em trao lại cái phần quà cho anh. Có con dao nào không nhỉ? Anh ấy. Đây hôm nay là nhà anh ấy là có nhận được một phần quà của cô nào đấy? Anh đọc cho em nghe xem nào. Không học, không biết đọc á. Không biết đọc á? Không biết nói tiếng nhỉ? Biết ý đâu. Biết ý đâu. Chị về đây để nhận phần quà nào. Chị biết đọc không? Học đến lớp mấy nhỉ, trước bảo ấy? Lớp 9 đúng không? Chị về đây. Lò mà. Đây chị đọc cho em nghe nào. Hôm nay đây là phần quà của anh. Cô gì nhỉ? Con Hoa. Cô Hoa. Thằng rồi. Thằng lộ. Đấy thế mà cũng biết đọc. Đấy hôm nay là phần quà của cô Hoa An Dương Hà Nội. Đây có gửi cho nhà anh đây. Là có ghi đây là cô gửi cho anh Sò 6 con đang xây nhà, mẹ em cũng mang vào để trao cho gia đình luôn đấy. Để em mở xem là trong này chắc là quần áo. Nhà anh nhận được nhiều quần áo nhỉ anh nhỉ? Đủ mặc không? Bây giờ là không lo nữa rồi nhỉ? Con dao này chặt cái gì mà mẻ hết rồi. Chặt đá. Chặt đá. Lấy con dao để chặt đá. Con dao để chặt thịt mà. Con dao này bọn em mua vào đúng không? Trời ơi, hỏng cái này vừa được cách đây hơn một tháng nhỉ? Đúng rồi. Lấy con dao để chặt đá. Em chưa thấy ai lấy dao để chặt đá bao giờ đâu. Anh lấy con dao để chặt đá thì làm gì có dao để nấu cơm nữa. Đây này mẻ hết rồi, giờ chặt xương cũng được nữa rồi. Chặt đá, đây đi chặt đá. Đó là từ đâu, từ tàu dễ. Để đựng quần áo được này. Anh, cái này để đựng quần áo được này. Không có gì để trải ra đây nhỉ? Nhà anh chắc là đang dọn em nên là không chắc không có chiếu ở đây nhỉ? Mà trái là cái gì đó. Chị sai được anh phết nhỉ? Sai anh chồng đi lấy chiếu. Chị là chủ nhà ấy. Chị là nóc nhà. Cô ấy gấp rất là gọn đây này, là vào trong túi bóng hết. Đợi rửa tay đi. Để anh lấy cái. Rửa tay rồi qua đây xem. Để anh lấy cái chiếu. Đây cái kẹo này. Em bé này à, không phải bé của nhà anh Sò thôi nhưng mà thôi. Phải quá. Phải không? Phải. Đây là bé nhà anh Sò. Phải không nhỉ? Anh đây phải con của anh không? Phải. Sao nhìn phải. Khác thế? Khác gì? Sốt lên từ đầu đến giờ. Bị ốm ha. Bắt cơm đầu. Chị bắt cơm đầu. Đây con vào đây con này. Đâu rồi nhỉ? Mấy hôm không đi xóm à? Mấy hôm không vào đây vào nhà anh Sò nhìn các con lạ quá. Lấy con ra cho nó. Vâng. Đây ra không? Đây con. Đây. Cái này thì cất đi để các còn có các cháu đi học nữa ấy. Thành cất đi để vâng. Các cháu về thì để riêng lại cái này đi. Cái này là túi đựng được. Hôm nay cô gửi cho nhà anh nhiều quá nhỉ. Cho vợ mặc được mà em bên này. Mặc áo len. Trước cô bác gửi cũng có rất nhiều quần áo đẹp. Cái này chắc là của anh này. Áo này anh Sò mặc đẹp đấy nhỉ. Thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam. Phải không? Phải thanh niên Việt Nam không? Cầm này gì anh cũng mặc được mày. Lấy chị về đây. Lo đi mà. Đây này chị lấy áo này chị mặc được này. Lo đi hũ hoặc là. Thế là hũ ạ.
cái này là của anh Sò rồi các bác ạ. Rất là nhiều quần bò đẹp. Quần áo của các cô bác gửi nhiều ấy thì anh chị cất đi nhé. Thử luôn rồi. Các cô bác gửi nhiều thì các anh chị cất đi, xong rồi đến khi nào mà mùa đông hay là mùa hè ấy, như cái áo này này chị để mùa hè mặc, thì lúc nào mà lạnh thì lấy ra mặc không. Đây cũng là của chị này. Chị gầy gầy này thì mặc rất là đẹp. Đúng không ạ anh Sòm? Cất lại vào túi nhá. Đây là của cả anh cả chị ở đây hết rồi. Để trong họ. Đây là một túi to đùng hết đây này. Đây chắc là quần áo của anh với chị rồi, kia chắc quần áo của mấy cháu. Vâng, đây của anh chị đây. Cô sẽ cách riêng ra. Cô gấp rất là gọn rồi vào trong túi ấy. Đây để em đổ ra. Đây là cả quần áo của các cháu. Đây là quần áo của các cháu này. Đây. Trước đây thì vừa mới lên ấy là anh Sói bảo là các con ấy không có quần áo để mặc đi học. Nhưng mà bây giờ ấy thì được các cô bác quan tâm là cũng là được giúp đỡ nhà này. Xong rồi là cả quần áo nữa thì rất là cảm ơn các cô bác. Đây là giờ cháu đi học ấy là cũng không lo nữa. Con trai Út đâu rồi? Đi tút đi. Đi ngủ rồi à? Cái này đẹp này. Cái này là chắc chắn là vừa em bé Út. Cái này cho con Út này. Đẹp không? Đi cho mặc luôn này. Tại vì cháu Út ấy là... Đây này, cái này là vừa của con trai anh Sò này. Cái bé này. Chắc để chung một túi thôi nhỉ anh nhỉ? Để cho một túi. Vâng, để cho gọn đấy. Còn vì quần áo của con bé. Hôm nay cô gửi quần áo á. Toàn quần áo đẹp thế à? Nhìn đẹp nhỉ? Đẹp không? Đây cho con trai Út này. Đúng rồi, đây cho con trai Út này. Đây cầm nó tí cho cháu mặc luôn này. Giờ trời cũng đang lạnh rồi là mặc những bộ này là vừa rồi. Đây là quần áo các cháu thôi, thì anh cứ tìm ở trong này này. Cái nào mà vừa cháu nào thì cho cháu đấy mặc nhé. Cái nào mà không vừa, mà con nhà mình không vừa thì cho các bé ở gần mỗi người một hai cái. Tại vì trên này là nhà nào cũng như nhà nào thôi ấy cô bác. Nhà nào cũng thấy là... Thầy thanh niên đi học này. Đấy, thanh niên đi học này. Con trai thứ hai, thứ ba gì đấy. Nhiều quá em. Đấy, mấy con trai thì con trai cả. Đây là nó trẻ con đây. Cái nào không vừa cho các cháu ở gần cũng được. Tại vì là trên này ấy là em nào thấy nhà nào cũng có hoàn cảnh như nhau thôi. Đến mùa đông thì đi ra đường ấy là thấy các cháu đi học ấy là mặc hết một cái áo phong phanh. Môi thơm hết của bác ạ, nhìn rất là thơm. Nhà anh em thấy ở đằng sau kia có mấy tải không phải quần áo. Để vào trong nhà chứ, mưa lại phòng kia là. Đó là anh đang làm việc đấy. Tối lại mang vào trong nhà. Cái này của chị, hôm nay chị là được nhận là à không, cái này của bà, cháu cả nhận may. Cái này là vừa đấy. Không đi đâu ấy, may đâu ấy. Nó mình nhiều thật đấy. À cho con bên này. Cái này cái quần này rất là đẹp này. Ống nữa. Con lì à? Vâng. Ấm lắm chị ạ. Đây. Vừa các lứa tuổi con của anh Sò luôn. Cả lớn cả bé đều có hết hôm nay ấy. Đẹp chưa? Vâng. Toàn quần áo đẹp, cô giặt sạch hết rồi. Cái này đẹp à? Cái này với cái quần này đẹp nhỉ? Ôi, cái này đẹp chứ. Cái này ấm. Ấm lắm chị ạ. Váy này, cái này một bộ váy rất là đẹp này. Cái này mặc kiểu gì ấy nhỉ? Cái này cái khăn nhỉ? Cái này cái áo ở đây đúng rồi. Một bộ công chúa. Nãy vừa thấy một bé ở đây cho thử luôn đây. Cái này to lắm. Không to đâu. Cái bé nãy em đưa kẹo cho ấy. Chưa? Ừ lấy thử lấy cái thử. Rồi hết rồi nó dòng. Đi cho em bé thử cái bộ này xem, nhìn rất là đẹp. Rất là công chúa luôn. Đó là đẹp tốt. Cái nào cũng đẹp mà chị nhỉ? Đẹp nhỉ? Đẹp. Đẹp thật. Đẹp không chị? Này. Đó, quần áo trong này thì vẫn còn. Rất là nhiều quần áo.
Đấy, xem đấy thì thử. Đây rồi. Đây con đi thử bộ quần áo này để cho bà xem. Này. Để anh bảo là cháu thay bộ này vào để cho bà xem. Hôm nay thì lại hóa thân thành công chúa. Anh ơi, sau này vẫn còn quần áo nhé, nhưng mà chắc em không lấy ra rồi. Đây cũng gấp gọn rồi ấy. Áo này cũng đẹp chị ạ. Đẹp nhỉ? Đâu nhỉ, nãy trong này cũng còn nhiều thôi, em đổ ra để tìm cho may một bộ này. Tại vì trong thùng này thì anh chị cũng cất vào đây mà. Xong. Cô gửi toàn cái áo này đẹp nhỉ chị nhỉ? Đây này. Vâng. À đấy cho cậu nhỏ. Đeo bỉ mà đúng không? Đeo bỉ cũng được. Cái bên này. Đây chắc là đã nhỏ hơn, chắc phía dưới thôi. Vâng. Để cho may một bộ. Để từ từ để tìm cho may một bộ nào. Cái này là của cậu út này. Vừa may không nhỉ? Đây của con trai. Con trai đâu mà con trai con gái đều mặc được hết. Ây da, này đẹp nhỉ chị nhỉ? Tìm cho may một bộ nào. Nãy vừa thấy xong giờ tìm không thấy chứ. Từ nhá, may nhá. Đây, cái đây là à, đúng rồi nhỉ, nếu bảo cái này nhỉ. Đây, may đi mặc về cho cô xem nào. Nó cái đấy nhỏ không? Không áo thôi. Rồi, sợ đấy nhỏ đấy. Chắc mặc không nhỏ đâu. Đợi một tí nhé cô bác. Thấy vừa thay xong là rất là đẹp đây. May ra đây để cho các bà xem nào. May, tí là níu hút tụi bò xuống. Tí một chân ra. Đây, cái này của con đây. Em bé này là vừa đi học về. Chọn cho em bé một cái áo để em bé mặc. Trong này thì còn rất là nhiều thôi. Nhưng mà à, để một áo thôi. Nó khắc tí ấy. Đây để cháu đi mặc. Em bé này thì hóa thân thành công chúa luôn rồi. Đẹp không con? Đẹp không? Hả? Đẹp không? Đẹp. Rồi gì đâu? Thả lỗ. Rồi ấy. Nhìn chứ nhỉ? Nhìn nhỉ? Thích ấy. Đẹp nhỉ? Rất là đẹp. Anh ơi, cái này thì em cất đi nhá. Đây là của anh chị ấy. Bây giờ thì quà là cũng đã trao đến với lại là gia đình của anh Sò rồi. Thì chắc là bây giờ cũng đã sẽ sang ở bên nhà của ông nội để xem là thấy để xem là chị nấu cơm ấy là hôm nay có món gì ăn của bác ạ. Đấy cũng là một lần nữa là gửi lời cảm ơn đến cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mùa đông trên này thì rất là lạnh. Bây giờ còn của anh Sò ấy là cũng không cần phải lo đến quần áo mặc nữa của bác ạ. Tại vì là ngoài cô ra thì là cũng có rất nhiều cô bác khác nữa cũng quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn ở trên chỗ em Đào. Như cô bác để ý thì trước đó em Đào vào đây chia sẻ hoàn cảnh của anh Sò ấy. Anh rất là khó khăn. Cái nhà thì chỉ dựng lên bằng bạt thôi. Thì cũng rất là nhỏ. Chỉ vừa mỗi một cái bàn để ăn cơm. Nói là bàn nhưng mà nhà anh ăn cơm thì cũng không có bàn ấy. Ăn ở dưới đất thôi. Ngồi ở đất ăn ấy là cũng được một mâm. Đấy hết cả nhà cũng không có đường đi lại dưới. Ăn cơm thì chỉ có ba cái thìa. Cả nhà thay nhau ăn ấy. Thì cũng rất là khổ. Bây giờ thì được một căn nhà khang trang. Ngoài ra thì cũng được lắp thêm cái khoan nữa. Thì cũng rất là cảm ơn các cô bác rất là nhiều. Thế thì hôm nay anh nhận được quà rồi, anh có lời nào muốn gửi lời cảm ơn đến cô không? Cảm ơn cô bác. Anh chị nó bảo với thật quà áo cho cá cháu cô bé Khánh Ngọ. Cháu bé đấy. Và thì nay xin cảm ơn cô bác. Thế là vợ đang nấu cơm bên này đúng không? À, đúng. Thì em sang bên này xem chị nấu món gì. Hôm nay nhà mình có món gì anh?
nữa là ăn tí đậu. Ăn tí đậu quá. Đi sang xem nào. Chị nấu cơm bên này à? Em bé này là cũng được một bộ quần áo. Đẹp nhỉ? Cháu nào cũng rất là đẹp. Bụng to thế, ăn cơm no rồi à? Múa. Hôm nay ăn gì à chị? Bê cái gì, cái quần em bẩn hết này chị Thắm. Đây. Không biết về cái gì nhỉ? Chắc thì có khi tựa giường. Cái giường đúng rồi. Cái giường bẩn thì mình tựa vào đấy. Chị bị bẩn. Quần áo này. Sao quần áo lại để đây à chị? Quần áo này cô bác gửi thì cất cẩn thận vào nhá. Về sau làm nhà xong thì bọn em không có lý do để vào đây nữa. Thì sẽ không còn cô bác nào biết đến nữa. Thì chị và các cháu ấy nên là cất quần áo cẩn thận vào để sau này còn mặc. Tại vì bây giờ là nhà ấy là cũng sắp hoàn thiện rồi. Đến khi hoàn thiện xong thì chúng em vẫn vào thăm lại thôi. Nhưng mà lâu lâu mới vào được một lần ấy cô bác. Cũng không là vào thường xuyên được nữa. Trong nhà hơi tối, em nào bật điện một tí cho cô bác nhìn rõ hơn. Chưa ăn cơm đâu. Em bé này ham ngủ lắm. Lần nào vào cũng thấy ngủ nhỉ. Thích thật. Hôm nay là các anh kia là vẫn ăn cơm ở đây đúng không ạ chị? Dạo này vợ anh Sò là nói tiếng Kinh luôn. Cô bác ạ, này nói tiếng phổ thông luôn. Tại vì là vào đây cũng bảo là chị biết tiếng thì nói bằng tiếng ấy. Hôm em đang nghỉ chị với lại bé vào ấy, chị chỉ nói tiếng Kinh. Thế á? Đây vẫn chưa nấu cơm mà chị đúng không? Cái này là cái ớt à? Úi dồi, hẳn một nồi ớt này, em còn tưởng là cái đậu cơ. Đây này. Ớt rang muối. Đây này hẳn một thìa muối thật đó. Thơm đấy. Thơm nhỉ? Chị ăn không? Em gắp cho một quả. Không cay đâu mà mấy cái ớt ở ngoài này này. Như cái ớt ra... ớt gió kia mới cay chị ạ, ăn tê hết cả mồm. Chưa nấu cơm đâu mà đúng không? Giờ nấu cơm được rồi, tại vì bây giờ cũng là 11 giờ rồi chị ạ. Vẫn chưa nấu cơm, em tưởng nấu cơm em sang đây xin một bát. Nhà anh chị cũng trồng rau ấy, cô bác cũng chăm chỉ. Tại vì là chăm trồng rau ấy. Đấy, trên nhà chị là có một vườn đậu rất là nhiều. Cho nên là cây hẹ, lá hẹ nhà chị nhỉ? Với cái tỏi ấy. Thơm ấy. Tỏi là hẹ. Hẹ. Trên nhà thì có cái đậu, cái đỗ ấy. Hôm trước anh Sò còn hỏi em Đào bảo là ăn không để anh lấy cho một ít về luộc ăn. Ngoài này thì có một vườn ớt. Trong trồng được rau thì bây giờ được ăn rồi nhà chị nhỉ? Nên nhà nào không có thì bây giờ là không có gì ăn rồi. Ăn cơm cho nước lã là có thật đấy. Thì đi vào xem các anh làm một mốc nữa thì chắc là em nào cũng xin phép là đi hoàn cảnh khác với cô bác. Hôm nay thì vào đây thì cũng là để xem mà các anh làm chưa thôi. Thế hôm nay vào thì các anh cũng là đang làm rồi. Chắc là mai hoặc ngày kia là xong rồi ấy. Cửa thì đã lấy vào hết rồi. Đợi các anh làm xong thì anh cũng lắp cửa vào. Là căn nhà của anh ấy là đã chính thức hoàn thiện một căn nhà mới. Ba người làm thế hả anh đúng không? Trước xây là có mấy người nhỉ, em quên mất rồi. Trước xây cứ phải ba người đó. Ba người. Anh này là ở bên sân Mỹ này, sang tận đây làm. Xa nhỉ anh nhỉ? Bên này là các anh đang làm mà đi theo sau. Thu gạch này nhìn đẹp. Mô này nhìn đẹp, mát này. Cái màu giả rỗ này. Chắc anh của anh thích màu vàng nhỉ anh nhớ. Màu vàng đấy. Với màu vàng đấy.
Đây là màu vàng. Đây là màu vàng, nó cũng màu vàng. Anh bảo thích màu này đúng không? Đấy, màu vàng đây. Cái màu này màu giả gỗ mà. Thì nó cũng hơi màu vàng đây. Nó không phải màu xanh đâu. Mà anh lắp cái khoa đẹp nhỉ? Làm lần nào chứ hả anh? Là 2-3 lần rồi. Lắp rất là đều. Như cô bác thấy cái chỗ như này là cũng không lòi, không lõm luôn. Nên các anh là lau sạch đi luôn. Thợ xây rất là có tâm. Thế thôi chắc là các anh làm đi, các em cũng xin phép là đi về trước ấy, anh ạ. Mấy hôm nữa em lại vào sau nhé. Bây giờ thì anh cũng... Vâng, anh với chị đi nấu cơm đi, nếu mà các bác thợ ăn cơm ở đây. Bây giờ là cũng 11 giờ ấy, nấu cơm là được ấy. Đây cô bác thì hôm nay chắc là em Đào cũng xin phép khép lại nội dung hôm nay tại đây thôi. Em Đào còn là tiếp thêm hoàn cảnh nữa là ở bên Lũng Pù ấy. Em Đào hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video tiếp theo ạ. Xin chào.